Cách làm sữa chua từ sữa bột thơm ngon cho bé. Nên chọn sữa bột bé đang dùng, tránh dùng loại sữa lạ vì cơ thể bé cần thời gian để thích nghi với loại sữa mới. Bước 1. Hòa tan sữa bột cùng 300ml nước sôi, quậy đều tránh tình trạng bón cục. Sữa chua dùng để lên men cái nên chọn loại tươi, hạn sử dụng dài để có lượng vi khuẩn lên men nhiều. Bước 2. Đổ từ từ sữa chua không đường vào hỗn hợp sữa bột đã hòa tan. Khuấy đều tay hỗn hợp. Bước 3. Rót hỗn hợp trên vào từng hũ đựng sữa chua. Nên tiệt trùng lọ đựng sữa chua bằng cách tráng nước nóng để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sẽ thật tiện lợi nếu bạn đã tự đầu tư cho mình máy làm sữa chua. Nếu không, bạn xếp các hũ sữa chua vào nồi đổ nước nóng ngập 2/3 hũ. Đậy vung nồi và ủ trong vòng 6 đến 7 tiếng. Thành phẩm: sữa chua bảo quản lâu và vị ngon nhất khi để ở tủ lạnh. Tuy nhiên, khi lấy cho bé ăn, bạn nên để sữa chua ra ngoài tủ lạnh ở nhiệt độ phòng khoảng 5 đến 15 phút để tránh bé bị viêm họng. Tuyệt đối không để sữa chua ngoài tủ lạnh hơn 1 tiếng đồng hồ. Vi khuẩn gây hại có thể sinh sôi khiến bé dễ có nguy cơ bị tiêu chảy khi ăn. Có thể trộn các loại hoa quả để tăng vị ngon miệng cho bé. Đối với trẻ nhỏ, bạn có thể làm nóng hoa quả xay để đảm bảo trẻ dễ hấp thu.